Chào các bạn, đây là kênh Mật Mã Giàu Có. Chắc hẳn chúng ta ngồi tàu thủy là nhiều nhất. Du thuyền cá nhân các bạn có từng ngồi qua chưa? Các đại gia trên thế giới vì muốn thể hiện độ giàu có của mình rất thường xuyên mua các đồ chơi đắt tiền. Trong đó, du thuyền là một trong những món đồ tượng trưng cho sự giàu có đó. Hãy cùng điểm qua 10 du thuyền đắt nhất thế giới. Tôi đảm bảo bạn sẽ không tưởng tượng ra được đâu. Ở vị trí số 10, Dubai với giá 350 triệu đô la. Du thuyền sang trọng Dubai là kế hoạch hợp tác đầu tư giữa thuyền trưởng Lawson và Procum & Voss. Chiếc du thuyền được chế tác dưới sự ủy thác của hoàng tử Jeffrey Pocken. Qua 10 năm nỗ lực cho tới năm 2006, chiếc thuyền sang trọng này đã được hoàn thành, được ông Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum mua lại, đồng thời thiết kế nội thất bên trong chiếc du thuyền được thiết kế lại theo sở thích riêng của mình, bao gồm nhiều bể sục massage, bể bơi và các đồ thiết kế nội thất thủ công với cảm giác sang trọng. Du thuyền Dubai có thể chứa lượng khách lên đến 115 người, cần tới 88 kỹ thuật viên để bảo trì và vận hành du thuyền mỗi ngày. Vị trí số 9, Sailing Edge YPF với giá trị 451 triệu đô la Mỹ. Chiếc du thuyền này còn được gọi là viên ngọc trai trắng. Đây là chiếc du thuyền đắt thứ 9 ở trên thế giới. Giá trị của nó lên tới 451 triệu đô la Mỹ. Đó là một trong những du thuyền buồm lớn nhất thế giới. Chiều dài của du thuyền là 468 feet, chiều cao là 300 feet, tổng có 8 tầng, có 6 phòng khách, 3 bể bơi, 1 vũ trường, nhiều cửa kính và một bãi đáp trực thăng. Du thuyền được trang bị rất nhiều tiện nghi sang trọng. Số 8, Lunan. Vị trí số 8, Lunan có giá trị 500 triệu đô la. Lunan là một du thuyền cỡ lớn với trị giá không hề nhỏ. Nó chính là tài sản đắt nhất trong vụ ly hôn lịch sử của nước Anh, bị tranh cướp nhiều nhất, được trang bị một spa, 2 bãi đỗ máy bay, 1 bể bơi và được thiết kế sang trọng. Chiều dài của con thuyền là 377 feet. Cuối cùng, người vợ trước đã rất vui mừng khi có được chiếc du thuyền cỡ lớn này. Vị trí số 7, Topaz, 527 triệu đô la Mỹ. Vị trí số 7 là Topaz trị giá 527 triệu đô. Topaz là một du thuyền siêu cấp do Lucian Edge, người Đức, hoàn thành năm 2012. Tim Haywood phụ trách thiết kế phần ngoài, còn Terence Diablo chịu trách thiết kế nội thất. Con thuyền dài 482 feet, tốc độ tối đa trên 25,5 hải lý trên giờ. Nội thất siêu sang, có hệ thống chiếu sáng lớn, không thấm nước. Phòng tập được trang bị đầy đủ, có bãi đỗ máy bay, phòng hội nghị rộng rãi, phòng chiếu phim và nhiều thiết kế tiện ích khác. Số 6, Asam, trị giá 650 triệu đô. Con tàu này được hãng nổi tiếng Lucent thiết kế, đặc biệt thiết kế cho Emir và Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Trước thế kỷ 20, Asam từng là chiếc du thuyền đắt nhất trên biển. Nội thất bên trong của chiếc du thuyền này là đồ của Christopher Lyon, mang đậm phong cách thời kỳ đế quốc. Tốc độ tối đa của du thuyền là 30 hải lý. Vị trí số 5, Travel Country, trị giá 750 triệu đô la Mỹ. Đây là một chiếc du thuyền có chiều cao 88 feet, được cấu tạo bởi 8 sàn tàu, chiều dài 656 feet, cần 100 công nhân mới có thể điều hành và bảo trì con thuyền cực kỳ sang trọng này. Con thuyền được trang bị 2 bãi đỗ trực thăng, nhiều bể bơi và các phòng trong du thuyền có thể chứa trên 50 người và một phòng có thể chứa 126 người. Nó là du thuyền nhưng có cảm giác như là du thuyền tư nhân vậy. Vị trí số 3, Admiral Export, 145, 10 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019 là một trong 3 du thuyền có trị giá cao nhất. Chiều dài của thuyền là 456 feet, cùng các phòng khác nhau đều có đèn chùm pha lê. Trang trí nội thất bên trong đều được làm bằng những vật liệu cao cấp, thậm chí là tinh xảo, bao gồm đá cẩm thạch tinh xảo mang đặc trưng của cung điện. Trên thuyền có 2 rạp chiếu phim, bể bơi 2 tầng, bãi đỗ trực thăng. Tôi thực sự muốn ở trong chiếc du thuyền sang trọng như cung điện này một đêm. Vị trí số 2, Eclipse, 15 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 2 là chiếc Eclipse. Giá trị của chiếc du thuyền này là 15 tỷ đô la Mỹ. Nó cũng là chiếc du thuyền đắt thứ 2 do tỷ phú người Nga mua lại. Chiều dài chiếc du thuyền là 536 feet, cần đến 70 nhân viên mới có thể bảo trì. Chiếc du thuyền sang trọng này có 24 khoang thuyền, 2 bãi đỗ máy bay, hệ thống phòng thủ tên lửa, cửa sổ chống đạn, hệ thống laser. Nó có thể phá hủy sóng và các bức ảnh chụp lén của các tay săn thợ ảnh hoặc những kẻ rình mò khác. Ngoài ra, nó còn có nhiều loại bồn tắm nước nóng khác, hồ bơi, vũ trường và nhiều tiện nghi sang trọng khác. Vị trí thứ nhất, The History Super, 15 tỷ đô la Mỹ. Không còn nghi hoặc gì nữa, cuối năm 2019, nó đã trở thành chiếc du thuyền sang trọng đắt nhất thế giới. Chiếc
Du thuyền sang trọng có chiều dài là 100 feet. Từ khi lên bản vẽ tới lúc hoàn thành đã mất thời gian 3 năm. Đây là chiếc du thuyền sang trọng nhất thế giới. Du thuyền được trang trí với khoảng 220 pound kim loại quý như vàng và vàng trắng. Đồ nội thiết kế thậm chí còn bọc phần giấy ghế ngồi bằng vàng sát mỏng. Trong thiết kế còn sử dụng những vật liệu độc đáo và quý hiếm như xương thật của khủng long bạo chúa dựng lên hẳn một mô hình. Thậm chí còn có một viên đá thiên thạch, nó rất hiếm và đắt. Ngoài ra có 500 viên kim cương và 2 viên kim cương hiếm gặp tặng kèm trong iPhone. Ngoài ra còn có một bể cá treo tường Aquavista Panoramic làm bằng vàng 24K. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc du thuyền đắt nhất thế giới, trị giá 48 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù người mua đã bảo mật giấu kín danh tính, nhưng theo tin tức được biết, người mua chính là một triệu phú người Malaysia Robert Hope. Sau khi xem xong clip này, tôi nghĩ cái gì mà du thuyền cá nhân, đây đều là cung điện trên biển, những thành phố di động hoặc những tác phẩm nghệ thuật, phải gọi như thế mới đúng. Được rồi, video hôm nay của chúng ta tới đây thôi. Các bạn nhớ ấn like, share và theo dõi chúng tôi nhé. Đừng bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Bye bye.